trở lại với kênh Canada, Nigeria Canada. Vượt lại kênh Nigeria Canada ha. Này thôi, lăng xăng xăng pro luôn. Coi mới đang non đang đưa ta lăng. Xăng này này phải dụ này. Lập mình đây nhẹ mình xin sư brand bro bò nhỏ vì brand làm bro đục phim quá một bro mệt á lông lông mệt quá này này còn này này buột đó, cũng buột tê. Mô số bị điểm mô một này. Một này, cái một thép này. Mọi người nhá, coi cho movie này, coi cho nhà mới nữa. Nhà mới đây này, lạnh. Tối quá.
Hình nhà Canada như thế nào các bạn ơi? Đấy, có đẹp không? Nhà này. Đấy, nhà to to cao kìa. Toàn là nhà cao không này. Mới nhà mới không? Mới build ấy. Mới dựng nền ấy. Đấy giờ. Như các bạn thấy video xin chia sẻ và bình luận và subscribe cho channel Nigeria Canada, ok, đừng quên subscribe, ok. Cái nhà mới thì đó làm nó xây đồ đồ gì đồ đồ bê tông hay đồ xi măng gì đấy, ok đấy, quay cho kỹ thôi rồi. Con nhà mới không à, đây con khu đây khu phòng phạm đó, khu nhà quê đây, con mình xin dừng tạm video tại đây nhé. Mong bạn chia sẻ và subscribe cho kênh Nigeria Canada. Mình dừng video tại đây. Xin goodbye mọi người nhé. Gặp lại sau nha. Bye bye.